Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Trong những bức ảnh cận mặt, hai bé Gà Gà, Cún Cún được nhận xét bụ bấm, đáng yêu. Vợ Hoài Lâm thường đăng ảnh hai con trên mạng xã hội. Sau 2 năm giữ kín thông tin về con gái, cuối năm 2019, Hoài Lâm và bà xã mới công khai hình ảnh của hai bé. Nam ca sĩ và vợ đặt tên ở nhà hai con là Gà Gà và Cún Cún. Trên mạng xã hội, vợ Hoài Lâm thường đăng ảnh ở nhà của hai bé. Bé Cún Cún mới 1 tuổi nhưng tỏ ra hiếu động, dạn dĩ trước ống kính. Cô bé và chị gái đều sở hữu đường nét đáng yêu từ cha và mẹ. Bé Gà Gà mới tròn 2 tuổi vào tháng 11. Cô bé được cha mẹ tới trường, tổ chức sinh nhật. Trước đó, Bảo Ngọc cho biết trong thời gian mang bầu bị xì chết bởi những thông tin tiêu cực trên mạng. Thậm chí, vì căng thẳng, cô quên mất việc bồi bổ khiến con gái có nguy cơ bị suy dinh dưỡng. Bảo Ngọc kể cô còn bị một số người chỉ trích gài nam ca sĩ để có hai con gái. Cô tâm sự, có ai mà gài được có con đến tận 2 lần. Nhưng lại là may mắn nữa em ạ, ba luôn là người muốn có các em. Ba luôn là người muốn sinh con với mẹ. Là ba muốn có một gia đình với mẹ. Là hai chị em được sinh ra từ tình yêu, và rất nhiều tình yêu. Nhưng họ nào biết em ạ. Bà xã Hoài Lâm tâm sự quyết định sinh con ở lứa tuổi quá trẻ là khó khăn, thử thách với cô. Ở lứa tuổi này, bạn bè của mẹ, họ còn độc thân, còn đang giận dỗi người yêu, thì mẹ lại quyết định làm mẹ của hai đứa trẻ. Ngày ba nói ba muốn có con, mẹ suy nghĩ rất nhiều. Mẹ đọc sách, đọc báo, chuẩn bị kinh tế, chuẩn bị tinh thần. Mẹ còn chuẩn bị cả tâm lý để dạy các con đến khi các con 18 tuổi. Mẹ phải chuẩn bị rất nhiều mới dám chấp nhận mong muốn của ba. Vợ Hoài Lâm cho rằng nhờ chuẩn bị tâm lý, kinh tế trước khi sinh nên hiện tại, cô không để hai con gái thiếu thốn. Mẹ chỉ muốn các em có cuộc sống đầy đủ về tinh thần và cả vật chất, và lớn lên chỉ toàn tình yêu thương, vợ Hoài Lâm khẳng định. Hoài Lâm và Bảo Ngọc bắt đầu chuyện tình cảm từ năm 2011, nhưng phải đến năm 2016, nam ca sĩ mới chính thức công khai bạn gái. Bảo Ngọc là cháu gái của nghệ sĩ Tú Bảo Quốc. Vào tháng 7, nam ca sĩ thừa nhận đã đăng ký kết hôn và có hai con gái. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi nhiều clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.